ông. Đủ ra đây. Là gì vậy? Mèo đặt mèo cao. Cái này người ta kêu là đĩa rồi đặt đeo chân hạt nè. Chứ không lẽ đeo chân vịt. Chân dâu nè. Đại ca, đại ca. Mày đặt đeo, đeo cặp rồi nữa kìa. Đi qua, tao sợ đụng những người mày tao bị dơ tay đâu, hiểu không? Đây, nhìn. Thấy không? LV, LV. Thấy không? 50 triệu. Em thích anh sẽ mua cho em mấy cái. Thấy không? 50 triệu một cái cặp. Em là một cái người đẹp. Em phải đeo cái cặp mà nó có giá trị như vậy nè. Khi mà em đi học thì bao nhiêu cặp mắt người ta dòm cho em. Đúng em rồi đại ca. Ôi, có 50 triệu mà đặt phe. Nè bạn, mày nói thiệt với bạn nghe nha. 70 triệu. Hả? Mày có khùng không? Cái vỏ gì 70 triệu hả mày? Một container. Ê thằng kia, mày bị điên hả? Mày đừng có giỡn mặt với tao nha mày. Mày phải biết là bổn phận mày nghèo, thấy không? Là không có nói chuyện được với tao. Ừ. Mày hiểu chưa thằng lùn? Ủa chỉ ai vậy mày? Ủa cha, chỉ cái gì? Hả? Mày làm gì mà đánh tao đau vậy? Nhỏ, nhưng mà tao có vỏ nha mày. À. Thôi, nói chung là mình không thích nói chuyện với mấy thằng lùn mà nghèo nữa. À. Nói chung là không có nói chuyện với những người mà phàm phu tục tử. Đúng rồi. Mình chỉ nói chuyện với tiên thôi. À. Ê. Mày nói ai lùn mày? Tiên nào? Có tiên này được không? Hả? Có tiên này được không? Trời trời, này con điên chứ tiên gì? Cái gì? Điên. Xin lỗi cưng à, cưng á. Cửa với chị rồi ha. Trời. Tao nè mới có cửa. Trời. À. Hai mẹ con đi chơi vui vẻ nè. Anh Liên nè, bị gì vậy? Nhìn hai đứa nó tao muốn ôi. Xuân không anh rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm nắng ở trên đầu nắng trong lòng phố gió ở trên non gió thương đôi mắt nhỏ em buồn vì mình yêu nhau vì mình thương nhau nên mới giận hơn vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài anh ở nơi nào có còn mùa xuân không em hiểu không?
tại nhà có một chuyện anh phải ra ngân hàng anh lấy tiền lum la nữa. Anh mới vừa chạy đi mua cho em ba cái vỏ sách hiệu LV 150 triệu của anh đó, mới có lần này mà giận cái gì. Đừng có giận, đây nè em nghe lời anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì để cho em thất vọng nữa đó. Anh hứa chắc chữ với em để mà cái gì ông ngoại những gì chỗ đã hẹn nhau tâm sự rồi những gì đây chết cô kêu nước uống đó gì vậy lao không. Đây nè em nghe, thì hè này là anh xách xe hơi anh chở em về dưới quê, anh có mua quà cho ba em nè, má em nè, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội cái gì nọ là cháu chắc gì trong nhà là anh mua hết, em đừng lo. Bây giờ anh cái gì là anh lo hết nha. Em làm gì vậy? Biết biết mày tưởng mày cao hơn Nguyên, tao để tiền lại tao cao hơn mày. Bình quán à, không ăn uống gì nổi à. Nãy giờ mới ăn có hai ổ bánh mì, ba bốn cái bánh à, mà nó ghen lớn tuổi à, làm gì nó bệnh hoài à. Kêu bác sĩ nãy giờ là mấy tiếng đồng hồ mà nó không tới, nó chờ tôi chết rồi nó mới tới rồi sao à. Nặng hơi mỗi cổ với con cái nhà này hết sức nói. Mình không nói thôi, mà nó nói là nó cho mình nói này nó nọ, nó khổ chứ. Nó ho hoài vậy trời, không biết chừng nào mới hết đi. Tía, bị gì vậy tía? Tôi ho, mày nói bị gì. Tía, mệt trong người sao? Thì gần chết rồi chứ sao? Con cái là cãi lời cha mẹ, làm sao sống được. Mà con nói tía rồi đó nha, con không có chịu cái cuộc hôn nhân này đâu á. Có thấy không, không có cuộc chịu hôn nhân này hả? Rồi không lẽ tao gả tao, tao hứa với người ta rồi áo mặc là sao qua khỏi đầu. Con gái lớn lên á nó giống như là hũ mắm keo trong nhà vậy á, lo sợ muốn chết luôn. Bây giờ có chồng đại gia giàu sang họ không chịu, không chịu mày đợi cái gì tao không hiểu. Mà sao tôi nói nhiều quá vậy? Nó thấy không, tôi đâu có nói gì đâu nhiều, mà nãy giờ tôi đâu có nói đâu vậy mà nó dám nói tôi nói nhiều. Rồi mày ra không đi đi nữa thấy không đó, hay là nó nói nặng tôi nó đi con cái đời nay thì nó khổ, nó cho nó ăn học càng ngày đó nó khôn lên. Bởi vì người xưa nói rằng á, nhất nam ơi giết hữu rồi thập nữ giết vô, thà nó có thằng con trai còn hơn có 10 đứa con gái. Bởi vậy nói cho nó đồng đủ đó, nó bỏ đời sao à, nó mệt chứ. Mệt nó làm hết ngoài à, mà nó có chồng tôi ngoài à. Bởi vậy cho nó ăn học biết á, rồi nó gì đây. Dạ tôi bác sĩ phải không? Bác sĩ có lương tâm á, kêu 4-5 tiếng đồng hồ mới tới, không để tôi chết rồi tới là đưa ra ma luôn. Ngồi đi, ngó gì. Vô nhà má mới kiến đen là cái bị đuôi. Dạ xa lắm phải không? Dạ. Thành ra tới sớm quá không? Ta chạy chút xíu nữa, tôi nói không ra hơn rồi. Má. Cho em thăm bệnh thăm đi, trời ơi. Thì bác sĩ phải khám chứ, không lẽ là lại đi chơi.
Alo. Gì? Trời ơi, cha. Trời gì ác vậy? Tiếng lúc lại. Không biết. Ô, cái này giống chứ đâu. Ủa, bộ bệnh hoạn lắm sao lắc đầu. Ông bệnh gì? Khám đã rồi, hỏi tôi bệnh gì? Vậy khám gì? Vậy cũng đòi mày đặt khám nữa. Nói thiệt là tôi không có bệnh hoạn gì hết á. Bữa thèm bánh giò, sai mấy nhỏ mua hai cái bánh giò, kẹp miếng chả lụa vô trong á, để vô cắn miếng nhai, để cái bánh giò vô ăn nhai nhai, mà nhai đâu có đứt đâu, có tôi nuốt động luôn, bây giờ nó nằm đâu đây nè. Nói không được. Cái này chết rồi. Thấy mổ. Mổ đâu? Mổ đây à? Bày hả? Bác sĩ hở ra mổ. Mở đây có cái lỗ sao nói chuyện được? Không lẽ nói chuyện bằng cái lỗ này? Mổ mới lấy ra được chứ. Thôi. Nhà tôi sắp có hỷ sự không có mổ xẻ vậy đó. Bác sĩ gì kỳ quá, bây giờ là mổ phải à? Cho thuốc uống đi ông ơi. Thôi được rồi, để tôi cho to hút ông uống. Vậy đi. Bớt thì không sao mà. Không có này nữa. Khám hồi hỏi bệnh gì đó. Bánh rồi. Trời, bác sĩ viết chữ ngộ ha, tôi biết được cái chữ này chết liền luôn ha. Tao nói bác sĩ viết chữ dối là vậy. Thuốc này mua đâu? Dạ tiệm thuốc Nam á, hút 2 thang. Trời, chị pha 8 tô nước. Uống. Trời đất ơi trời, 8 tô uống giờ cho hết ông nội. Ủa sao mà tôi kêu bác sĩ Tây mà lại bác sĩ Nam? Ủa ông bác sĩ Nam ở Tây? Tôi Nam mà. Trời đất ơi, tôi kêu Tây mà. Sao ông đợi? Ông điện tôi mới lại chứ. Ủa vậy hả? Có số điện thoại đó cha. Ủa có số điện thoại này không? Trời ơi, số điện thoại nè. Rồi ông ghi số điện thoại tôi luôn á hả? Tôi để đây đi nha. Rồi nha, khi nào ông điện lại tôi né. Vậy đấy được rồi. Vậy tiền cha nội nhiêu? 200. Nhiều, nó lớn lên. 200. Ôi trời ơi, viết mấy chữ 200, lời đặt mấy cái xạo 200. Tiền. Dạ. Ông ra đây ngoài đi, ra cổng có lấy tiền đó đưa 200 cho người ta về. Chưa thấy bệnh nhân nào mà nói chuyện nhiều như ông này. Mai là ông ăn bánh giò mắc nghẹn đó, ông mắc nghẹn cỡ nào nữa. Khùng, bác sĩ giống khùng. Viết mấy chữ 200. Nè, tôi làm bác sĩ rồi, biết hồi xưa tôi làm bác sĩ rồi. Lại không có làm cái gì được hết trơn thôi. Lấy 200 người ta. Nhà cha. Cái con. Trời cha, mà này mặc áo cái đồ đỏ đẹp quá mày. Đẹp trai à, đẹp trai à. Không biết không? Nãy giờ đó. Mệt quá, nãy giờ nấu sao không biết cái gì. Tiền đâu? Tiền hồi nãy nó mới đứng đây nè. Nó gây lộn với Nhật Gia. Trời ơi, nó nói Nhật Gia la nó nãy giờ. Trời ơi, tôi hỏi con câu thì trả lời câu là đi vô hay nãy giờ đứng đây vậy được rồi. Nói gì đâu. Bây giờ vậy nè Nhật Gia. Hôm nay con đến đây là cái vấn đề quan trọng của con là con gửi quà tặng đến cho bé Tiên. Không có cái gì hết. Chỉ là cái sợi dây chuyền, nói chung là cô mua đâu cỡ 200 mấy triệu thôi. Trời, nó đẹp dữ, sáng dữ người ta. Dạ. Để ướm thử cho coi. Ê. Đây, cái này của con gái. Cái này đúng của... rồi. Phải. Ướm thử chơi vui thôi. Nó nặng quá. Nè, con. Đeo bác con. Rồi đi. Hết vàng. Sáng mà thấy vàng á, ra hết mệt à, khổ lắm. Ngồi yên nghe. Ngồi yên, không lẽ tao chạy phải. Thằng nói gì vậy đâu mà nó nói được. Mày đeo được cho mày. Rồi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp hả? Đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Rồi, gỡ ra đi, đặng đưa cho bé Tiên. Cái này quà tặng. Không. Mua khác cho Tiên đi. Nhạc gia thích sợi dây này quá, để nhạc gia luôn đi con. Thích phải không? Thích tặng nhạc gia luôn. Cái gì? Hỏi quá. Chứ mấy cái đồ quỷ này trời cũng
ở nhà mấy cần xé nhà luôn chứ đừng có nói. Ủa dữ vậy hả? Trời đất ơi, chó mà nó còn đeo mà. Đại gia mà, đại gia mà. Đó, hãy bao nhiêu con chó làm bao nhiêu sợi. Trời ơi, trời. Nói vậy. Con chó. Chó là đeo kiểu khác. Kiểu dây xích lầu tối mà cỡ này bự nghe nè. Còn đây là dây mà người ta làm bằng mỹ thuật. Trời ơi. Hiểu chưa? Đây, hứa với nhạc gia một lời. Thôi, thôi, thôi. Nhưng mà hứa với tôi đàng hoàng nha. Ừ. Phải có đám cưới nha. Trời ơi. Còn không có là không được đâu à. Nó gật đầu để rồi. Đây. Bây giờ con phải đi về để con order cho nhạc gia một chiếc xe 8 tỷ. 8 tỷ? Một chiếc xe 8 tỷ? Trời ơi, cái đó nghĩa lý gì con ở nhà, cái xe con đi mấy chục tỷ đây mà. Đó. Cái xe 8 tỷ để nhạc gia đi, lái đi ăn đám cưới. Đó. Trời ơi, trước đám cưới là khó hả? Đúng vậy. Ê, nhưng mà nè, nhớ nha. Đã hứa là phải có đám cưới nha. Đám cưới đúng không? Còn nếu không có là mệt mỏi với tôi rồi nha. Không rồi, 8 tỷ là đám cưới à? Ừ. Có đám cưới phải không? Có đám cưới chứ. Không có là bồi thường nha. Chứ sao? Trời. Chắc không? Nhất ngôn ký sức tôi phải đám cưới. Đeo vàng vô cái bộ thấy đẹp à vậy? Sáng nè thấy nghe đây nhìn vàng khỏe không bệnh. Thôi tao về. Nó không con về nhặt ra. Kêu Mỹ về về để lo đám cưới đi. Dạ. Đi nhặt ra đưa con về. Rồi đeo vàng vô nó khỏe đó bệnh luôn. Về khỏe bệnh quá. Giỏi quá, giờ cái đầu cứng quá. Thôi mệt quá đi. Thôi bây giờ con về con lo hậu sự nghe. Đúng rồi, về lo hậu sự. Ê mà cái đó là lớn là bậy nè. Bậy gì? Cái này lớn mà dại nè. Hả? Thấy không? Cái này là người ta là đại sự chứ tại sao là hậu sự được? Hồi nãy con nói hậu sự nó sao liệu tôi nói theo. Ê biểu dạ đó, chi? Khoan. Vụ gì? Cái vụ kia. Vụ gì? Hôm hứa. Hứa gì nữa? Trời ơi, trước khi đám cưới cho nhạc gia chiếc xe 7-8 tỷ gì đó. 7-8 tỷ hả? Làm gì? Thì nhạc gia lái vòng vòng chơi. Thì order rồi nhưng mà chưa về tới. Mà có không? Có. Chừng nào mới về? Không biết. Trời ơi. Ừ. Thà người đừng hứa. Thà người đừng hứa. Chứ hứa. Ho, ham hát rồi đồ nữa. Thôi, đừng có hát rồi nữa. Thôi về đi, về lo đại sự đi con. Rồi bây giờ chuẩn bị rước dâu. Chuẩn bị rước dâu nha. Ở đây là nhạc gia lo giùm này đủ hết trơn nha. Tao đi à. Cái gì? Không, con đi à. Quen tưởng nói chuyện với thằng Mỹ, lính. Đi nha. Đứng đàn anh trai quá. Cái thằng này nó đứng mà có cái anten kéo lên á, nó thành cái tivi luôn. Hồi nhỏ lớn mới thấy có người hình vuông. Hy vọng rằng chiếc xe 7-8 tỷ về, trời ơi, mình sẽ lái đi chợ. Mình lái vòng vòng uống cà phê. Cái tướng này mà ngồi trên xe đó nghe. Lái vòng gì nè. Cái lái nghinh cái mặt nó kìa. Cái gì đây? Dạ. Con chào bác. Ai đây? Dạ. Con... Bạn của Tiên phải không? Dạ, con là bạn học của Tiên. Tới đây làm gì? Dạ. Dạ, thưa bác, trước là con tới đây để con thăm bác. Sau đó là con thưa với bác là trước đây con với Tiên học chung với nhau và con với Tiên có tìm hiểu nhau. Nên hôm nay con đến xin bác cho con. Là để vớt con tôi với gì vậy? Dạ, dạ. Vớt à? Dạ, dạ, không, không. Dạ, 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 cưới. Cưới? Dạ. Hơi muộn rồi. Dạ. Nó có chỗ rồi. Ủa là sao bác? Có người cưới nó trước rồi, nói vậy không hiểu sao. Cái gì? Ai cưới vậy bác? Đại gia được không? Trời, muộn gì? Rồi, nghèo quá là muộn rồi, tới muộn quá. Vậy là con tới trễ rồi sao? Quá trễ. Ôi nghèo quá như xác đánh ngang tay. Cũng vậy ta. Hả? Mau! Trời ơi! Mau! Chết con rồi! Mau! Tựa lừa! Lại hát tụng gì vậy trời? Tính sao?
Con nói rồi đó, tía mà không chấp nhận điều kiện của con á là con không có chịu đâu á, không có cưới hỏi gì hết trơn á. Ê, 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 tiên nhặt da. Trời ơi, hủng hủng cái gì? Con kệ vậy. Trời ơi, nói kiểu gì kìa, đám cưới mà tự nhiên bắt mặc toàn bộ đồ trắng. Rồi xong rồi tới rước dâu là phải đi ghé vô thăm cái mộ, đặng cho lại mộ là sao? Vậy giống nó ma rồi. Ừ. Chết chà. Để tao hỏi tao bạn nó lại coi. Chứ không lẽ tao mặc hồi đắng lên tao để tan thằng kia. Có phải lớn mà ngu không? Bởi vậy. Không thì nói là vậy là tại vì như vậy là lớn mà dạy đó. Không được đâu. Đúng đúng. Dùng chữ dạy chứ đừng dùng chữ ngu nha. Dạ dạ con biết rồi. Bây giờ á, để tao vô tao trị con nhỏ này. Không không không, nhặt ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có thể đây là chỉ là một cái mưu tính gì thôi. À. Hiểu không? Thành ra là bây giờ á, tới ngày mà rước dâu đó là con với nhạc gia đi vô tới ngay chỗ cái mộ luôn để cho tiên tới đó cúi lại, mình coi thử là cái thằng quỷ đó nó chết thiệt hay chết giả. Được không? Trời ơi, không phải dạng vừa đâu, không phải dạng vừa đâu. Cái gì vậy? Từ từ, sao từ từ được, nó quỳ 5-10 phút thôi. Rồi con có quyền rước dâu để đàn trai đàn gái cứ chờ đi. Bậy. Cái gì? Đàn trai đàn gái đang ngồi trên xe đợi, ta bực bội lắm. 5-10 phút mà ăn nhậm gì? Cái gì? Nó chết thiệt rồi, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Nó chết thiệt rồi, thấy bộ bia đó không? Giờ sao sót rồi quá. Sao cái mã khói không vậy? Kì vậy, kì vậy? Ờ, sao cái mã nó tắt nhanh kìa? Dạ. Thằng muốn bay lên. Chạy nội luôn, sao mãi chúng anh đợi? Mày đứng lại, đứng lại anh già. Gì? Hay kêu nhạc gia có chuyện gì? Cái gì? Mệt. Xê ra. Xê ra. Ủa sao vậy rễ quý? Rễ rễ cái gì? Rễ cái con khỉ. Hả? Không, kể từ bây giờ là không có nhạc gia, nhạc sến, nhạc trữ tình gì hết nha. Tình ta chấm dứt từ đây. Có đám cưới rồi. Đám cưới nào? Cũng cưới nào? Rước dâu nào? Cũng cưới ma hả? Nè, ông đó, nha, về mà tự lo kiếm đứa khác nha ông. Còn bây giờ thì mấy hộp. Ê, cái gì? Cái đồng của em, đứng em. Cái này của người ta. Hả? Sao lấy lại của người ta? Ê, cái đồng của tao mà. Không. Hả? Bây giờ phải đền bù. Đền bù? Có này phải đền bù. Cái này của mình. Nên. Nên. Hiểu chưa? À, bye bye anh già. Mình đi kiếm mối khác nha. Đi mày. Đại gia đòi quà. My love.